lý cho những bạn học sinh sinh viên muốn đi du học Úc với chất lượng cao, tiết kiệm thời gian, chi phí thấp, nhanh chóng có việc làm và cơ hội định cư cao. Vậy thì chi phí du học Úc, du học nghề Úc 2023 sẽ gồm những khoản nào? Các bạn hãy cùng tìm hiểu với mình thông qua video này nhé. Thứ nhất đó là học phí du học nghề 2023. Học phí là khoản phí chính khi đi du học. Học phí tại các trường nghề Úc thường thấp hơn so với học phí tại các trường đại học. Tuy nhiên thì mức học phí vẫn có thể dao động tùy thuộc vào khóa học, ngành học và cơ sở giáo dục cụ thể. Theo ước tính, học phí trung bình cho các khóa học nghề tại Úc vào năm 2023 có thể nằm trong khoảng từ 5.000 cho đến 15.000 đô mỗi năm. Điều này có thể thay đổi dựa trên thời gian học, mức độ chuyên sâu của khóa học và vị trí của trường. Cụ thể, ví dụ như chứng chỉ 1, 2, 3, 4 thì học phí trung bình mỗi năm sẽ từ 5.000 cho đến 12.000 đô Úc, thời gian học từ 6 cho đến 12 tháng. Với chương trình cao đẳng thì học phí từ 12.000 cho đến 14.000 đô mỗi năm, thời gian học từ 1 đến 2 năm. Với chương trình cao đẳng nâng cao, học phí từ 12.000 cho đến 16.000 đô Úc một năm, thời gian học khoảng 3 năm. Với chương trình cử nhân nghề thì học phí trung bình từ 14.000 cho đến 18.000 đô Úc mỗi năm, thời gian học khoảng 3 năm. Các khóa học nghề tại Úc có ưu điểm là chi phí sẽ bằng 1 phần 2, 1 phần 3 so với học phí của các trường đại học, và thời gian đào tạo ngắn mang lại cơ hội nghề nghiệp nhanh chóng cho sinh viên quốc tế. Về chi phí sinh hoạt thì chi phí sinh hoạt tại Úc phụ thuộc vào vị trí và cái cách chi tiêu của từng bạn. Các thành phố lớn như là Sydney, Melbourne thường có mức sống cao hơn các thành phố khác. Theo thống kê thì chi phí sinh hoạt trung bình cho một sinh viên quốc tế tại Úc khoảng từ 18.000 cho đến 25.000 đô Úc mỗi năm, trong đó bao gồm các chi phí như là ăn uống, đi lại, tiền nhà ở, điện nước, internet và các hoạt động giải trí. Về bảo hiểm y tế thì theo quy định của chính phủ Úc, tất cả sinh viên quốc tế phải mua bảo hiểm y tế khi du học Úc. Giá trị bảo hiểm y tế thường dao động từ 400 cho đến 600 đô Úc mỗi năm, tùy thuộc vào loại bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm mà bạn chọn. Các khoản phí khác ngoài những chi phí đã đề cập ở trên, các bạn cũng nên cân nhắc các khoản chi phí khác như là phí xin visa, vé máy bay, chi phí khám sức khỏe ban đầu. Lưu ý rằng các con số trên chỉ là con số ước lượng và có thể thay đổi theo thời gian. Bạn nên kiểm tra thông tin mới nhất từ các nguồn chính thức như các trang web của Bộ Giáo dục Úc, các trường đào tạo nghề uy tín, hoặc là các bạn có thể liên hệ với Inspiral để được hỗ trợ nhé. Bạn có thể du học Úc chương trình về theo những cái lộ trình nào? Nếu mà các bạn có thể tham gia lộ trình là vừa học vừa làm, ví dụ như là bạn học xong hoàn thành lớp 11 thì bạn có thể học chứng chỉ là 1, 2, 3, 4. Nếu mà bạn học khóa lớp 12 rồi thì các bạn có thể học khóa cao đẳng nâng cao hoặc là chương trình cử nhân. Đối với diện tay nghề thì nếu mà mình đã học xong lớp 11 rồi thì mình có thể học chứng chỉ 3, 4, sau đó mình học lên chương trình diploma, Advanced Diploma Bachelor. Còn nếu mà mình học xong lớp 12 rồi thì mình có thể chọn chứng chỉ 14, sau đó thì mình sẽ học lên diploma, Advanced Diploma Bachelor. Học sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề thì các bạn có thể đi làm với bằng cao đẳng và cao đẳng nâng cao, hoặc học tiếp lên cử nhân tùy theo lựa chọn của bạn. Phần lớn thì các bạn sẽ lựa chọn là mình học nghề xong thì mình sẽ đi làm một thời gian sau thì mình quay học, quay trở lại học tiếp chương trình cử nhân. Đây là lộ trình khá thông minh khi bạn vừa tiết kiệm được thời gian chi phí thực tập, vừa nắm bắt được cơ hội để tiến đến định cư tại Úc. Trước đây mình vừa chia sẻ cho các bạn chi phí du học nghề của năm 2023 cũng như là lộ trình mà các bạn có thể chọn cho mình một cái lộ trình phù hợp với từng bạn. Mình hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn, và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ Inspiral Edu vào số hotline 0943 556 128 hoặc email info@inspiraledu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.